xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Hôm trước mình đã cùng các bạn làm món bánh trung thu nướng rồi. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm bánh trung thu dẻo. Các bạn hãy vào bếp cùng mình ngay bây giờ nhé. Tiên là nguyên liệu để làm phần nhân đậu xanh. Mình đã ngâm sẵn 150g đậu xanh bóc vỏ. Các bạn ngâm nước cho mình khoảng 2 tiếng với nước nóng, khoảng 15ml dầu ăn, 15g bột mì. Đường 1 thìa cà phê muối. Về phần nguyên liệu cho vỏ bánh, mình sẽ dùng khoảng 120g bột nếp chín. Các bạn nhớ là phải dùng bằng bột nếp chín nha. Làm bánh dẻo thì không có loại bột nào có thể thay thế được bột nếp chín đâu ạ. Khoảng 150ml nước đường làm bánh. Nước đường này thì mình cũng đã có video hướng dẫn cụ thể ở video trước rồi. Các bạn có thể tham khảo theo đường link ở dưới phần mô tả nha. Trước tiên thì đậu xanh mình sẽ đi nấu nha các bạn. Đậu chín như thế này là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ đi xay đậu. Cho đậu vào máy xay sinh tố. Đậu sau khi xay mình đổ ra chảo nè. Mình lọc qua rây để nhân đậu mịn hơn nha các bạn. Bật bếp lên, cho đường và muối vào luôn. Bây giờ mình sẽ đi xên nhân nha. Các bạn nhớ là cho lửa nhỏ, dùng môi xên đều tay nha. Các bạn đảo liên tục để nhân không bị cháy nữa nha. Và phần dầu ăn mình sẽ chia thành 2 lần nha. Giờ mình sẽ đổ vào một nửa trước. Tiếp tục xên. Nhân bắt đầu đặc lại rồi đó các bạn. Mình sẽ cho tiếp dầu ăn vào. Các bạn cũng có thể chia thành 3 đến 4 lần nhé. Phần bột mì mình pha chút nước vào nha các bạn. Đảo đều và xen tiếp. Phần này mình xen đến khô như thế này là đạt rồi đó các bạn. Phần nhân không bị dính, kết lại và không bị chảy xệ. Nhân sau khi xên xong đây nè các bạn. Nhân vừa mịn, bóng lại vừa thơm nức. Bây giờ nhân mình sẽ đi nặn thành hình trụ như thế này nhá. Mình chia nhân thành 4 phần, tương ứng với 4 chiếc bánh dẻo nha. Các phần mình sẽ vo tròn lại tương tự như bánh nướng. Ok,
tiếp tục là phần phở bánh. Mình sẽ đổ nước vào cái bát lớn nha. Cho từng ít bột nếp vào và khuấy đều tay. Mình cho một nửa thì bột bắt đầu sệt lại rồi này các bạn. Tiếp tục cho bột vào nha. Khi bột đặc lại thì mình sẽ dùng cái thìa hoặc cái môi để đảo bột nha. Bây giờ mình sẽ dùng tay để nhào bột. Thoa bột lên tay như thế này nhé. Mình phủ một lớp bột lên trên thớt nhé. Mình lật qua lật lại cho dính hết bột dưới thớt nha. Đồng thời dùng tay nhào cho bột mịn dẻo đều. Nếu cảm thấy bột vẫn đang còn ướt thì mình rải thêm bột lên nha các bạn. Khi bột dẻo và đã đạt yêu cầu thì mình sẽ chia thành 4 phần và vo tròn lại. Các bạn nhìn này, như vậy là mình đã có 4 vỏ bánh và 4 nhân đậu xanh rồi. Giờ mình đi làm mỏng phần vỏ nha. Mình sẽ dùng chiếc ly để dàn mỏng vỏ nhé. Cố gắng miết mỏng phần vỏ nha các bạn. Nếu hơi dính thì các bạn thoa bột lên cốc nha. Mỏng như thế này là ok rồi đó các bạn. Mình sẽ cho phần nhân đậu xanh vào giữa. Dùng ngón tay và miết cho cái phần vỏ chặt vào phần nhân. Đồng thời là mình sẽ dùng ngón tay út ấy, mình túm lại. Miết cho kín chặt lại nha các bạn. Giờ mình vo tròn bánh lại. Ở đây thì mình dùng khuôn bánh là 100g. Mình thoa lớp bột vào trong khuôn để bánh không bị dính. Cho phần bánh vào trong. Sau đó thì đặt xuống thớt. Tay giữ chặt khuôn, tay kia mình sẽ ấn mạnh tay xuống nha. Giữ trong khoảng 5 giây rồi thả ra nha các bạn. Mình ấn xuống để lấy khuôn ra nha các bạn. Các bạn thấy sao ạ? Bánh in bông hoa rất là đẹp mắt ạ. Mình tiếp tục với chiếc bánh thứ hai nha. Như vậy là mình đã có 4 chiếc bánh dẻo thơm ngon rồi đó các bạn. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh nha. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của mình nhé.